Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ đến những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một mẫu lục bình sứ Bát Tràng. Dòng này là dòng hàng đất trắng men khử, họa tiết vẽ tay và màu men là màu xanh lam, màu gọi là màu men lam ấy. Mẫu họa tiết ở trên tác phẩm này là hình ảnh công danh phú quý, hình ảnh chim công và hoa đào. Kích thước của tác phẩm này là cao nguyên thân bình là 1,4 m, đường kính bụng là 42 cm và hiện tại em đang sử dụng đế gỗ lên 15 cm nữa. Như vậy là kích thước cả thân bình cả đế là 1,55 m cả đế. Trọng lượng của mỗi một chiếc này nó sẽ nặng tầm trên 30 cân và kích độ dày của lục bình nó sẽ rơi vào từ 0,6 cho đến 0,7 cm. Kích thước trọng lượng của các cặp lục bình thì không cái nào giống cái nào mọi người nhé. Nó sẽ có sự khác biệt bởi vì sản phẩm được sản xuất hoàn toàn thủ công. Lục bình này là được đổ bằng khuôn, được đúc khuôn và đúc khuôn thì sẽ gồm hai phần. Từ phần tay em đổ lên là một khuôn, từ phần tay em đổ xuống là một khuôn, sau đó được chắp lại khi vẫn còn là đất. Thế nên là nhiều khi lục bình anh chị sờ nó sẽ có hơi cái độ nhẹ ở phần cổ này, nó nhiều hơi đoạn, đoạn hơi gờ nhẹ một chút thôi ở phần cổ. Thì đấy là cái lý do là cái sản phẩm này được chắp cổ chứ không phải là đổ khuôn cái là ra được cả thành bình như thế này. Lục bình thì hàng cao cấp hay hàng thường thì khi mọi người về đặt lên chân đều sẽ phải chêm lại mọi người nhé, chứ nó không phải là phẳng như hai miếng gạch đặt vào nhau đâu. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Ý nghĩa của hình ảnh công danh phú quý là gì? Chim công là biểu tượng của phú quý giàu sang, một cặp chim công còn thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sát son, gia đình ấm no hạnh phúc. Hoa đào là biểu tượng của may mắn. Chính vì vậy hình ảnh công danh phú quý mang cái ý nghĩa là có công danh sự nghiệp, có gia đình ấm no hạnh phúc. Nghĩa là đấy là một cái thứ mà ai cũng mong muốn. Chính vì vậy là cái mẫu họa tiết công danh phú quý này được lựa chọn rất là nhiều để trưng bày ở phòng thờ và trưng bày ở phòng khách. Rất là tiện lợi, nghĩa là rất là linh động với cái mẫu họa tiết này, công danh phú quý. Ở chim công thì ở đây được chế tác hình ảnh là một cặp chim công, chim trống thì cái đuôi sẽ xòe rất là rộng. Chim trống thì lúc nào sẽ được chế tác cái đuôi xòe rộng nhé. Chim trống thì được chế tác cái đuôi xòe rộng, còn chim mái thì sẽ được chế tác nhỏ hơn. Thường là sẽ ở cái tư thế là nằm ở bên cạnh chim trống này. Ở mẫu này thì được trang trí ở phần trên cổ là hình ảnh ở một cái cành hoa đào cổ thụ đang vươn lên bên trên phần trên cổ và bên trên được trang trí họa tiết những cái chú chim nữa. Nền sứ thì rất là trắng nhé. Để tạo ra chất sứ này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng và được lọc loại bỏ toàn bộ tạp chất trong đất, và cái đất này sẽ được nghiền trong cái thời gian là 60 giờ đồng hồ để cái đất hạt đất rất là mịn. Hạt đất rất là mịn và nung mức nhiệt lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá và âm thanh rất là đanh. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe cái âm thanh này, đanh trong và vang tiếng nhé. Âm thanh vang như chuông luôn. Và đối với cái dòng vẽ, đối với dòng men trơn vẽ thì cái chất sứ này là chất sứ cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại và cái giá thành nó sẽ dao động từ khoảng tầm 29 cho tầm trên 30 triệu một cặp như thế này. Cái giá nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái họa tiết. Giả sử như anh chị mà quan tâm đến cái mẫu này thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua Zalo hoặc qua fanpage. Số điện thoại bên em đang gắn ở bên trên video để bên em biết được chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu này. Còn nếu như mọi người gọi điện đến, mọi người chỉ hỏi là cặp lục bình khử chim công cao 1,55 m cả đế bao nhiêu tiền thì rất khó để trả lời bởi vì có rất nhiều kiểu chế tác chim công khác nhau, cái giá nó phụ thuộc vào cái họa tiết. Giả sử như đây là một mẫu chim công nhưng còn nhiều kiểu vẽ chim công khác nhau nữa với chế tác ở trên thân bình, ở trên cổ. Nói chung là vẽ tay mà nó có nhiều mẫu họa tiết lắm, cùng là cái tên nhưng có rất nhiều kiểu họa tiết khác nhau. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Và những sản phẩm này thì bên em đều giao tận nơi toàn quốc nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không chất mẻ mọi người mới nhận hàng. Và bây giờ em xin phép quay xung quanh tác phẩm này để mọi người cùng ngắm nhìn nhé. Màu sắc độ bền về cái độ bóng của sản phẩm là trường tồn với thời gian rồi. Không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng sẽ như thế này mãi mãi. Sẽ như thế này mãi mọi người nhé. Cái này là vẽ tay hoàn toàn, được làm bởi những người nghệ nhân Bát Tràng Việt Nam. Vẽ một cặp như này nó sẽ mất từ 4 đến 5 ngày một cặp. Vẽ rất là lâu, mất rất lâu thời gian. Nung thường sẽ phải nung mất 2 ngày nung nữa. Một ngày nung và một ngày để mở lò ra để cho cái sản phẩm này nó tự nguội đi. Thế nên là thường để ra được một cặp như này nó sẽ mất vào đâu đấy tầm 10 ngày. 10 ngày đấy là khi mình có cái hàng phơ sẵn rồi, còn chưa có hàng phơ, nếu mà đổ lại hàng phơ thì mất tầm 20 ngày để hoàn thành một sản phẩm như thế này.
mà không phải làm một lần là ra được. Có những trường hợp rủi ro làm hỏng hàng rất là nhiều. Nên nhiều anh chị cái dòng khử này nó đắt hơn cái dòng men oxy rất là nhiều. Dòng khử này đắt hơn dòng men oxy rất là nhiều. Dòng men oxy thì của nó chỉ tầm 7 đến 8 triệu một đôi, 1m55 cả đế. Nhưng mà hàng khử này thì nó đắt hơn rất là nhiều nhé. Cái dòng khử này trọng lượng của nó phải nặng gần gấp 3 lần so với cái dòng men oxy. Cái dòng đất men oxy, bởi vì dòng đất men oxy cái đất nó nghiền không được nhỏ như cái dòng này. Đất nghiền càng nhỏ thì trọng lượng nó càng nặng, cùng kích thước nhé. Nó sẽ càng nặng. Đây là mặt sau của cặp lục bình. Mặt sau của cặp lục bình thì được chế tác hình ảnh là hoa sen hay gọi là liên hoa cát tường. Như vậy là với mẫu này thì lâu lâu anh chị có thể thay đổi quay mặt sen này ra để mình chơi cảnh là hoa sen. Như vậy mình có thể chơi được hai kiểu. Đối với dòng vẽ này thì ở trên thị trường hiện tại đang có hai loại của Bát Tràng. Một là dòng men khử và một là dòng men oxy. Dòng men khử nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Còn dòng men oxy thì cái giá nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Nó khác nhau về chất đất, chất men rồi họa tiết vẽ mọi người nhé. Nó khác nhau với ba cái yếu tố đấy. Đem quay lại cảnh chính cho mọi người. Đấy, khi mọi người ở nhà mọi người quay quen rồi thì mọi người cứ một chân mọi người giữ ở dưới dưới đáy này, một tay mọi người vần ở trên miệng cho em. Còn nếu không chưa quen thì phải có hai người nhé, chứ không không cúi xuống mà kéo lục bình, không cúi xuống kéo lục bình, cúi xuống kéo lục bình nếu như mà không quen có thể nó bị đổ lục bình. Nên cả mình em bây giờ em không cúi xuống để em kéo lục bình như thế này, tất cả đều phải bê xuống kéo chân đấy, hoặc là phải có hai người. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người nhé. Vì là sản phẩm vẽ tay, chính vì vậy là cái họa tiết trên hai tác phẩm này cũng không giống nhau 100% đâu, sẽ có sự khác biệt. Bố cục thì sẽ giống nhau nhưng các chi tiết nhỏ thì sẽ khác nhau. Và bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để cho mọi người có thể ngắm nhìn được rõ hơn về tác phẩm này. Và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.
Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên trên kênh. Mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát, tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em. Và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.